Vâng, chào tất cả các bạn. Vậy là tuần thi đấu đầu tiên của giải đấu AOE Quán Nhậu Tự Do League Summer Cup đã khép lại. Vâng, mình là Hải Mario. Hôm nay hãy cùng chúng tôi điểm qua những tình huống hấp dẫn trong tuần thi đấu đầu tiên của giải đấu. Như các bạn đã biết, thứ năm, ngày 4 tháng 5 năm 2023 vừa qua, giải đấu Quán Nhậu Tự Do AOE League Summer trong hệ thống giải đấu AOE League Cup đã chính thức được khởi tranh. Trước thêm giải đấu, người hâm mộ AOE Việt Nam đã đặt rất nhiều kỳ vọng về một giải đấu AOE chuyên nghiệp, hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh. Và mặc dù mới chỉ diễn ra những lượt trận đầu tiên, nhưng giải đấu Quán Nhậu Tự Do AOE League Summer đã không phụ sự kỳ vọng ấy. Tại League 2, các cặp thi đấu tỏ ra thực sự hấp dẫn và khó lường. Trên thực tế, mặc dù gọi là League 2, nhưng nơi đây quy tụ không ít các game thủ có trình độ cao, tiệm cận với top 1. Thậm chí có những game thủ sở hữu kỹ năng tốt, lối chơi solo mạnh mẽ, tinh quái và hiệu quả không thua kém gì các game thủ ở League 1 cả. Trong đó, chúng ta có thể kể đến những cái tên như Mạnh Hào, Long Lê, Gunny hay 2K1 Băng Ninh. Ngay ở tuần đầu tiên, hầu hết các game thủ nói trên đều đã để lại những màn trình diễn khá là ấn tượng. Vạc dần ra đập đến từ game thủ ngoài cột tí. Mày ế. Giơ tay lên và game thủ ngoài cột tí đi sai. Vâng, chém la vào, em bắn anh luôn. Em đập anh luôn. Mạnh Hào, đây là trận đấu hay nhất. Trận đấu hay nhất của Mạnh Hào trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng mà... vẫn chưa quyết. 7-4 dành cho game thủ Mạnh Hào ở kèo đấu này. Trong khi Mạnh Hào thắng thuyết phục 2 lượt trận, thì Long Lê cũng chẳng kém cạnh với 6 điểm giành được. Và bây giờ thì Cho Son đang bị bắt khu làm vàng làm ăn hoang vội. Tỷ số là 7-3, ôm mồm rất cháy đến từ Long Lê. Trong đó, đặc biệt có một trận đấu mà game thủ tới từ team Eagle đã lội ngược dòng ngoạn mục 7 năm. Mặc dù bị game thủ Anh Huy tới từ FPS dẫn trước với tỷ số là 4-0. Bên kia mà không có khả năng chuyển A thì coi như xong luôn. Thôi bạn ơi, vâng, chiến thắng thứ hai dành cho Long Lê. Trong khi đó, ứng cử viên Xuân Thứ để lại khá nhiều tiếc nuối khi anh đã thua cả 2 lượt trận. Có lẽ đây chính là hệ quả của việc thi đấu đỉnh cao ít hơn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài để Xuân Thứ cũng như các game thủ khác trở lại đường đua. Hai game thủ Long Lê và Mạnh Hào cũng tạm chia nhau hai vị trí đầu bảng xếp hạng sau tuần thi đấu đầu tiên. Dù sao, đây cũng chỉ là tuần thi đấu mang tính chất khởi động của giải đấu thôi. Bên cạnh đó, tại League 1, dù con số game thủ tham gia chỉ là 8, ít hơn so với 12 game thủ tại League 2. Thế nhưng, các cuộc đối đầu ở đây thực sự mang yếu tố đỉnh cao và đầy đủ tinh hoa của thể loại solo random. Mới chỉ trải qua 2 ngày thi đấu, League 1 đã chứng kiến không ít các trận đấu highlight, điển hình như trận Minwan của BB giành chiến thắng trước AC của game thủ Chipboy. Tiếp tục vậy, em được đề cản để không cho người ta lao vào trong nhà. Một tình huống đổi nhà đến từ game thủ Chipboy. Bằng hết sạch cung rồi, ACDN dành cho Chipboy. Tỷ số là 2-5. Hai màn thủ nhà không tưởng của Hitty trong tay chim sẻ nắng trước Seng của game thủ Truy Mệnh. Nhưng Ca đang cẩu vào đầu cung R. Timeline là 35 dành cho game thủ chim sẻ nắng đang cố gắng để có thể kéo quân đội bạn và cho Ca dã vào đầu cung đối phương luôn. Cháy tên này và thắng thôi. Sự khốc liệt tại League 1 cũng sớm được thể hiện khi mà ngoài trình độ, phong độ thì yếu tố quân bài may rủi cũng có tác động không nhỏ đến thành tích của các game thủ. Bài Macanabeu, hai quả phụ Truy Mệnh gõ một và chiến thắng dành cho game thủ Cam Queen. Con phù thủy dâng lên bị sư tử cắn chết, Chipboy đang đập phím. Cho đến lúc này, chỉ có Cam Quýt và Chim Sẻ Nắng là những game thủ toàn thắng cả hai lượt thi đấu đầu tiên và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Truy Mệnh và Hồng Anh thì lại đang chưa có điểm nào và rớt xuống đáy bảng xếp hạng sau hai lượt trận đầu tiên toàn thua. Tuy nhiên, với một hình ảnh của game thủ Hồng Anh thi đấu khá là bạc nhược thì rõ ràng Truy Mệnh tới từ team Vitamin Coolmate lại đang thi đấu rất là ấn tượng và chỉ hơi kém may mắn một chút. Nhưng mà để thua ở hai lượt trận đầu tiên thôi thì mà quân bài của game thủ Truy Mệnh khi phải đối đầu với game thủ Chim Sẻ Nắng và game thủ Cam Quýt, hai game thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng, thì cũng rất khó để cho game thủ Truy Mệnh có thể làm được điều gì đó. Bốn game thủ còn lại gồm BB, Chipboy, U98 và game thủ VLOP, mỗi người đều đã thắng 1 và thua 1. Phù được không? Như vậy là ba quan phù 1 thôi. Đấy, kiểu khi trả đổi màu. Hai quan rồi. Và tỷ số thì sẽ là 7-5 anh em ơi. Sự cố gắng của BB là rất tốt, nhưng Chipboy ngày hôm nay không thể thua được. Chipboy có chiến thắng BB là 7-5. Vẫn đang là lợi thế. Mình nghĩ chiến thắng đã nằm rất gần trong tầm tay của 98 rồi. Và tỷ số là 7-4 dành cho game thủ 98. Đội chúng ta đông hơn và cuộc đấu kia đến từ hai game thủ ô không. Anh Lợp đi y lỗi luôn cho nó mát nha. Và là rắc 4 người cho game thủ BB thì không có tí cửa gì dành cho game thủ và Lợp ca 7-3. Hứa hẹn một cuộc đua về thứ hạng khốc liệt trong giai đoạn ở phía trước. Dựa vào bảng xếp hạng sau 2 ngày thi đấu, khán giả cũng đã bắt đầu có những dự đoán và hình dung về cuộc đua vô địch cũng như trụ hạng. Nhưng dù sao đi nữa, giải League 1 vẫn còn đó 12 lượt trận với 5 lượt trận của lượt đi và 7 lượt trận của lượt về. Lúc này còn quá sớm để nói về một điều gì đó. Hãy cùng đón chờ những diễn biến hấp dẫn của cả League 1 và League 2 giải Quán Nhậu Tự Do AOE League Summer tuần tiếp theo. Như thường lệ,
League 2 sẽ thi đấu vào thứ 5 và thứ 6. Sau đó, người hâm mộ sẽ được theo dõi những trận cầu đỉnh cao của League 1 vào thứ 7 và chủ nhật. Chúng ta hãy cùng đón xem anh em nhé.